Hôm nay là 14 âm, cả nhà ăn gì? Na thì hôm nay nhà Na ăn chay từ sáng tới tối luôn. Sáng Na ăn xôi, còn chiều tối thì Na sẽ ăn bún với nước tương, với dưa leo và với đậu phụ. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn nha. Đây, Na chỉ ăn đơn sơ như thế này thôi cả nhà. Đúng rồi. Thấy hai bay lúa hả? Rồi. Mời cả nhà ăn cùng Na nha. Ăn cơm là Na không có thả tóc được. Bình thường thì thả tóc sẽ đẹp hơn là búi tóc, nhưng mà thứ nhất là trời nóng nè, thôi như là ăn cơm thì sẽ không thả tóc được, tóc nó sẽ dính vào đồ ăn. Ngon quá nhỉ. Lâu lâu mình ăn chay á, mình nghĩ mình ăn chay mà mình bị thử rồi, giống như ngày mai á 15 âm á là sinh nhật chồng mình, mà ổng lại thích ăn ổng bông lan trứng muối cho nên là không thể nào mà ăn chay được, nên là hôm nay mình nguyện ăn hết ngày. Mà lâu lâu ăn chay thì rất là tốt, mà ăn rất là ngon nữa, chỉ có ăn bún với xì dầu không với dưa leo không cũng thấy ngon nữa, với đậu khuôn nữa, giòn thật sự béo ngon. Nga là đang ngại quay lên kim lắm. Nếu giờ đơn giản á là vì mắt con nhỏ và mắt khách hàng, công việc lắm á, không thể mà ngồi lâu được, rất là mất thời giờ. Cho nên là mình rảnh lúc nào thì mình quay clip lúc đó, xong rồi mình khi nào rảnh hơn thì mình up lên, chứ còn mà thật sự bây giờ mà quay liên tục không bao giờ thời gian đó. Nói chung là chúc cả nhà của Na ăn cơm ngon miệng nhé. Chồng Na coi clip với cả nhà, nói là Na không có ăn hình, lý do là ở ngoài nhìn mặt Na nhỏ mà sao lên trong hình nhìn mặt Na bị bự á. Nói mình muốn sao mà hồi đi chơi với nhiều anh chị á, cũng nhiều anh chị nói bạn bè nó cũng nói chụp hình không ăn hình, người ta nói chụp hình không ăn hình với lại quay hình không ăn hình thì sướng sướng sướng, mà nó thấy không có sướng vậy. Nếu mà ăn hình á thì giờ là mình bảo diễn viên điện ảnh kiếm bạc tỷ rồi, chứ đâu còn ở nhà làm mẹ bỉm sữa bốn con ngồi quay clip tấm nhất với mọi người nhìn nữa, đúng không? Để tóc á thì mình đẹp, không có bư cái mặt, nhưng mà để tóc á thì lại ăn tóc bay lung tung ấy. Cuối cùng mình phải ấy. Có ai mà gần cái ngày ăn chay cái bị thèm đồ mặn giống như nào? Hôm qua là Na chở con Na đi học toán Soraban là toán tư duy về á, trên đường đi ngang qua cái quán, đi qua chợ cái quán người ta bán bún bò giò, trời nó thơm thiệt thơm. Thế Na mới nói là Na về, Na mới nói là chồng ơi mà thèm ăn bún bò quá. Cái chồng Na cũng lấy hết để mai đi mua thịt sườn thịt bò về anh Ninh làm một nồi thịt bò chất lượng cho em ăn. Thế cuối cùng tối hai vợ chồng mới nhớ ra là mai 14 ăn chay. Tới ngày mà ngày ăn chay là bắt đầu thèm tùm lum. Thế sao con, sao bị đau vậy? Này lên với con bưởi.
chồng vô đi. Kêu đi, ngó ngó đi. À, mình đang qua cái này. Có con mình. Nãy nó này. Nãy nó này. Hay hay bỉm à. Ăn. Nãy nó này chút. Đói dở. Nó đi hay hay bỉm con. Nãy nó này chút nữa. Nãy nó này nha. Tiếp. À, coi như là tạm dừng. Khi nào rảnh thì Na sẽ lại quay clip nói chuyện với mọi người. Chúc các bạn ngon nhé.